Tối ngày 12 tháng 1, tại Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tôn vinh 35 cá nhân, tập thể là những gương mặt tiêu biểu trong chuyên mục Tôi yêu Đà Nẵng trên Báo Tuổi Trẻ năm 2017. Được khởi động từ tháng 4 năm 2017, chuyên mục Tôi yêu Đà Nẵng đã giới thiệu về những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc của 35 cá nhân, tập thể tại thành phố Đà Nẵng. Mỗi cá nhân, tập thể điển hình có mỗi điều kiện, cách làm khác nhau, nhưng tự chung, những việc làm của họ đều thể hiện tình yêu, trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, một thành phố yên bình và đáng sống. Trong đó, nhiều câu chuyện đã lan tỏa giá trị yêu thương, sự tử tế trong cộng đồng như dự án của các bạn trẻ có tên Một bức tranh nhiều hy vọng đã mang lại niềm tin, sự lạc quan cho các bệnh nhân ung thư. Chuyện của người đội trưởng dân phòng bị tật nguyền vẫn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ dân, hoặc chuyện một nữ bác sĩ ngoài việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần còn đi quyên góp giúp đỡ bệnh nhân vượt qua khó khăn, hay như chuyện về một người đàn ông Mỹ mở lớp tiếng Anh miễn phí cho người trẻ.